Đến từ Đồng Nông Sơn ạ. Giới thiệu các bác đây là sản phẩm đèn thầu của chúng em. Các bác có thể coi qua đèn thầu của chúng em ở ở bên trong là bóng đèn nha các bác. Nhưng mà ngoài được khắc đường vân chi tiết rất là đẹp luôn ạ. Được khắc nổi hoàn toàn ạ. Các bác có thể coi qua đây là màu đây là màu giả cổ nha các bác. Hun giả cổ nha. Rất là đẹp luôn đó. Đây này các bác có thể coi qua. Này chỉ cần cắm điện là sáng trưng cả bàn thờ luôn ạ. Đây ạ, đường vân chi tiết rất là đẹp. Em sẽ đo cho bác xem cái điện thờ này nhé. Chiều cao của nó là 42 cm ạ, các bác thấy không ạ? Về cân nặng em sẽ cân lên cho bác xem. Cân nặng là 3,3 kg nha bác. Đây là bác có thể coi qua về sản phẩm này ạ. Em sẽ ấy cho bác coi nhé. Được. Bác nào muốn mua sản phẩm này ở bên em thì liên hệ qua cho em qua số điện thoại 0963 378 563. Em cảm ơn ạ.